đố cả nhà biết được Phước Sửu đang ở đâu. Một nơi mà có những căn dinh thự mà vạn người mê, với những căn dinh thự trực diện bờ sông nhưng mà mức giá chỉ bằng một con là mẹt Maybach thôi. Thì cùng với Phước Sửu khám phá căn dinh thự này nhé. Let's go. Rất là nhiều người nhận định đây là một căn siêu dinh thự hot nhất tại CS. Ba mặt tiền thoáng mát, view sông cực kỳ đỉnh. Đây là loại hình đặc biệt chỉ có 15 căn dọc theo bờ sông thoáng mát. Mặt tiền trước thiết kế theo phong cách châu Âu bán cổ điển rất đẹp phải không cả nhà. Căn dinh thự được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài và bên trong thô. Mới chỉ 6 tháng nhận nhà vào ở nhưng mà cư dân ở đây đã nhận nhà và hoàn thiện nội thất vào ở khá nhiều rồi. Xung quanh thì mình có thể trồng khá nhiều loại hoa. Ở bên trong thì mình có thiết kế được một cái gara xe hơi và một phòng khách siêu đẹp. Tầng trên thì mình có thể thiết kế đến 4 đến 5 phòng ngủ. Một rệt hai lầu nha cả nhà. Từ trên cao như mọi người nhìn thấy một tầm view gọi là tầm view triệu đô. Nhìn về một công viên thông minh, đa giác quan và một dòng sông cực kỳ thơ mộng, hiền hòa. Với tầm view này thì quá xịn phải không cả nhà. Nhất là mình có thể ngắm cảnh hoàng hôn, sau cơn mưa trời nắng thì bay cháy luôn. GS là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc và có sức nóng rất lớn tại Sài Gòn. Tổng quy mô của dự án này 350 hectare. Và những đây là những cái căn dinh thự limited. Để có duyên và sở hữu những căn dinh thự này thì quý anh chị hãy inbox cho Phước Sửu để mình sở hữu cái căn dinh thự vàng người mê này nhé.